PlayStation Vita là một máy chơi game cầm tay được sản xuất và phát hành bởi Sony Computer Entertainment. Người tiền nhiệm của nó là máy PlayStation Portable hay còn được gọi là PSP, là một máy chơi game cầm tay đã từng rất thành công trong quá khứ. PS Vita được trao sứ mệnh tiếp nối thành công của PSP để khẳng định vị trí của Sony trong thị trường game cầm tay, và nó được phát hành tại Nhật Bản vào tháng 12 năm 2011, trên toàn thế giới vào tháng 2 năm 2012 với mức giá là $250, tập trung chủ yếu để cạnh tranh với đối thủ thời bấy giờ Nintendo 3DS, máy chơi game cầm tay đến từ thương hiệu Nintendo. Tuy nhiên, rõ ràng cho thời điểm hiện tại, đây không phải là sản phẩm thành công của Sony. Còn tại sao lại thất bại? Hãy cùng mình và Horsey đi tìm hiểu trong video này nhé. Như các bạn đã biết, lợi thế của PSP so với cả Nintendo 3DS đó chính là sức mạnh phần cứng, và Sony đã tiếp tục thực hiện chiến lược này với PS Vita. Họ đã thực hiện chiến lược lấy sức mạnh đè bẹp đối thủ này cực kỳ mạnh tay. PS Vita đã có trong mình những công nghệ tiên tiến nhất lúc bấy giờ đối với máy chơi game cầm tay. Nó bao gồm hai cần analog, màn hình đa cảm ứng điện dung cộng với mặt phía sau của máy cũng có cảm ứng, hỗ trợ Bluetooth, Wi-Fi và cả 3G tùy theo phiên bản. Màn hình là công nghệ OLED, loại màn hình cho độ sáng cao và nét cao, cùng với đó là khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội. Màn hình của PS Vita có độ phân giải 960x544 pixel, nhiều gấp 4 lần so với cả những máy PSP thế hệ trước đó. Về mặt phần cứng, nó cũng cực kỳ mạnh mẽ, có chip xử lý lõi tứ và chip xử lý đồ họa SGX543MP, do đó có thể mang lại những tựa game có chất lượng đồ họa vượt trội so với thiết bị cầm tay di động đương thời, và thậm chí còn có thể so sánh với tựa game ở PS3. Màn hình được tích hợp công nghệ điện dung đa điểm rất mượt, có độ nhạy cao và độ phản hồi khá tốt, thân thiện với người sử dụng. Bạn có thể thực hiện các thao tác như nhập ký tự, điều khiển nhân vật trong game hay thao tác bất kỳ nào đó trên màn hình. Tất cả đều rất tuyệt vời, chứ không kiểu hiển thị tích hợp để cho có như một số dòng sản phẩm khác. Đặc biệt, nó còn hỗ trợ cả công nghệ con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc kế và la bàn điện tử nhằm nâng các dòng game PSP lên một tầm cao mới. Người chơi sẽ không còn chỉ bấm và bấm như trước nữa, mà nhiều lúc cần phải kết hợp cả những cử động cơ thể. PS Vita là một máy chơi game tuyệt vời và tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến. Vậy, nó chắc hẳn phải bán chạy lắm đúng không? Nhưng không, thực tế thì hoàn toàn ngược lại như mình đã nói lúc đầu. Sau những tháng đầu doanh số khả quan thì doanh số PS Vita đã tụt dốc không phanh. Vào năm 2013, tức là sau 1 năm kể từ khi nó phát hành, theo thống kê của trang Games Radar, ngay tại thị trường Nhật Bản, cứ 46 chiếc Nintendo 3DS được bán ra mới có một chiếc PS Vita được bán, một tỷ lệ chênh lệch khủng khiếp. Doanh số của PS Vita càng lúc càng ảm đạm và sự thất bại của nó càng lúc càng hiện rõ theo thời gian. Tính đến năm 2018 thì PS Vita chỉ bán được khoảng 16 triệu. Còn đối thủ của nó là 3DS thì bán được khoảng 72,5 triệu máy, và người anh tiền nhiệm của nó là PSP đã bán được 80 triệu máy. Với một doanh số thấp quá mức chấp nhận như vậy, việc PS Vita phải kết thúc sớm vòng đời của mình đã được dự báo từ trước. Sau 8 năm có mặt trên thị trường, PS Vita chính thức bị Sony khai tử, tuyên bố bắt đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ ngừng sản xuất các máy này, cùng với việc ngừng bán game bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2019. Đứng ở góc độ sức mạnh phần cứng, PS Vita quả thật là một máy chơi game đáng nể, nhưng ở phương diện thương mại, tất cả chúng ta đều thể đồng ý rằng PS Vita là một thất bại nặng nề. Vậy, tại sao lại thất bại? Hãy cùng Diomio nhìn lại lần lượt quá trình tồn tại của PS Vita và những nhược điểm mà nó mắc phải. Bởi vì nó đã ra mắt từ lâu và có nhiều phân tích trên mạng về thất bại của nó, nên video này sẽ là tổng hợp các phân tích đó cùng với những đánh giá của người viết, với mục đích đem đến cho các bạn một cái nhìn chi tiết về việc tại sao sản phẩm này lại thất bại. Yếu tố đầu tiên chính là sự lên ngôi các điện thoại thông minh và các máy tính bảng là một trong nguyên nhân làm giảm sự hấp dẫn của sản phẩm này. Khi Sony hỏi lý do đằng sau thất bại của Vita, họ đã đổ lỗi rằng điện thoại thông minh chính là thủ phạm. Trong một đối thoại tại EGX năm 2015, chủ tịch toàn cầu của Sony đã có một cuộc trao đổi khá kỹ càng với báo giới, bao gồm các vấn đề liên quan đến PS Vita. Theo đó, ông nhận định rằng thị trường di động ở thời điểm hiện tại đang lớn mạnh tới mức khó có thể bán được các sản phẩm phần cứng cầm tay như sản phẩm của mình. Ông coi thị trường hiện tại là thiếu lành mạnh. Tất cả mọi người đã đều sử dụng thiết bị di động và thật dễ dàng để chơi game trên nó. Không những thế, có quá nhiều tựa game di động miễn phí để chơi. Tôi là một fan rất lớn của PS Vita và chúng tôi đang thực sự làm hết mình nhằm thiết kế các sản phẩm trên mọi khía cạnh. Thiết kế game cảm ứng rất vui và thực sự có nhiều game có thể thiết kế rất tốt. Nhưng câu chuyện khác hẳn nếu như có thêm cần gạt và nút bấm. Tôi luôn hy vọng rằng văn hóa chơi game với thiết bị portable như PS Vita sẽ được tiếp tục, nhưng môi trường không lành mạnh như hiện tại và sự thống trị của các mảng game di động đang cản trở điều đó. Mặc dù thị trường game di động không phải lý do duy nhất cho sự mờ nhạt của sản phẩm này, bằng chứng là rõ ràng 3DS của Nintendo đã thực sự thành công bất chấp sự cạnh tranh từ điện thoại thông minh và máy tính bảng. Nhưng quả thật, sự trỗi dậy đầy mạnh mẽ của thiết bị điện thoại thông minh và máy tính bảng ở thời điểm đó chắc chắn là một trong những lý do khiến cho sản phẩm của Sony thất bại. Trước thời điểm PS Vita, việc chơi game trên smartphone chưa thực sự được đánh giá cao, mặc dù Vita vẫn cho là mang lại trải nghiệm chơi game vượt trội nhờ hệ thống điều khiển của một máy chơi game thực thụ và khả năng đồ họa.
Nhưng bây giờ nhiều người không cần một thiết bị chơi game cầm tay chuyên dụng khi mà giờ đây điện thoại của họ đã có một thư viện game đồ sộ và cũng đem lại tính giải trí cao và nhất là nhiều game miễn phí. Khác với PS Vita, điện thoại thông minh là một thứ có thể nói gần như là phải có đối với tất cả mọi người. Do đó, điện thoại di động là một mảnh đất cực kỳ màu mỡ cho game, bởi tính thân thiện của game trên điện thoại và điện thoại có tính kết nối mọi người lại với nhau cực kỳ cao. Thế nên, nhiều người sẽ cảm thấy thỏa mãn với game trên di động và không có nhu cầu mua Vita. Sản phẩm của Sony vẫn có vị trí của nó, nhưng chỗ đứng của nó đã bị thu hẹp lại hơn trong thế giới tràn ngập điện thoại thông minh và máy tính bảng có thể làm được nhiều điều tương tự và hơn thế nữa. Lý do tiếp theo đó chính là về giá của nó, cao hơn so với cả những máy chơi game khác. Ra mắt vào tháng 2 năm 2012 tại Bắc Mỹ với giá $250. Mức giá này nếu được xem xét là một mức giá rất hợp lý cho một máy chơi game cầm tay mạnh mẽ như vậy. Vấn đề là mức giá này còn quá cao so với hầu hết người tiêu dùng để quyết định mua nó, đặc biệt là khi so sánh với 3DS rẻ hơn đáng kể vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó các bạn chỉ cần chi thêm $50 so với giá của Vita là có thể mua được một chiếc PS3 hoặc là Xbox 360. Chưa kể rằng bạn có thể mua được một chiếc điện thoại tốt hơn với giá đó hoặc là rẻ hơn. Tất cả những yếu tố này cộng lại với nhau thì mặc dù mức giá của PS Vita là hoàn toàn công bằng, nhưng chỉ đơn giản là với mức giá đó khách hàng có nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Lý do kế tiếp là thẻ nhớ giá ở trên trời. Mặc dù mức giá ban đầu cao của Vita chắc chắn không làm cho nó được ưa chuộng, nhưng thực sự đó không phải là rào cản lớn nhất để người dùng chấp nhận chi hầu bao. Khi mua sản phẩm này, người tiêu dùng sẽ phải mua thêm thẻ nhớ độc quyền đắt tiền dành riêng cho nó, thay vì làm cho Vita tương thích với các thẻ rẻ hơn, có sẵn rộng rãi hơn như bộ nhớ flash SDHC. Sony thay vào đó lại buộc khách hàng phải mua thẻ có giá $100 cho 32GB. Ngược lại, thẻ SDHC 32GB được bán với giá khoảng $20 vào thời điểm đó, có nghĩa là thẻ nhớ của PS Vita có giá cao gấp 5 lần so với thẻ nhớ thông thường. Đây không phải là vấn đề lớn nếu như người tiêu dùng được cung cấp các tùy chọn khác, nhưng ngược lại, PS Vita không có ổ cứng thích hợp và không có giải pháp bộ nhớ tương thích nào khác. Khách hàng đã buộc phải mua một trong những thẻ nhớ giá cao này, và điều này không chỉ chọc giận những người chấp nhận mua sớm mà còn ngăn cản những khách hàng tiềm năng của nó. Rốt cuộc, có ai thực sự muốn mua thẻ nhớ với giá bán bằng 1/3 giá sản phẩm họ mua hay không? Yếu tố kế tiếp chính là việc nó hỗ trợ nửa vời cho các trò chơi đã cũ. Với cách bố trí điều khiển hai thanh analog và màn hình OLED đẹp mắt, Vita thật sự được cho là thiết bị chơi game cầm tay lớn nhất từng được tạo ra để chơi game thật sự. Điều này có nghĩa rằng Vita là một thiết bị tuyệt vời để chơi các trò chơi cũ trong thư viện trò chơi khổng lồ của Sony. PS Vita là có vẻ là một nền tảng quá thích hợp để chơi tựa game PS1 và PSP. Sony đúng là phát hành một số tựa game PS1 kinh điển và các tựa game PSP tuyệt vời cho Vita, nhưng tổng thể thì việc hỗ trợ tương thích ngược lại của Vita thật sự đáng chán. Ngay cả cho đến hơn 4 năm sau khi Vita phát hành, một số trò chơi cần phải thực hiện các thủ thuật, cách thức vòng vèo để có thể chơi được trên Vita. Điều này thực sự rất vô lý, và đây không phải là mình nói tới các trò chơi soàng xĩnh, mà là hai series game Crash Bandicoot và Spyro. Những tựa game đình đám và phổ biến nhất từ thời PS1 không được hỗ trợ chính thức trên Vita, mặc dù nó có sẵn để tải xuống ở trên PlayStation 3. Và còn nhiều game khác nữa, Sony quả thật đã không trung thực khi quảng cáo về khả năng tương thích ngược của Vita. Một lý do không thể bỏ qua chính là việc nó thiếu vắng những tựa game chủ chốt. Sony quảng cáo PS Vita là một hệ máy cầm tay nhưng có khả năng mang đến một tựa game tuyệt vời với chất lượng console thứ thiệt. Và quả thật, loạt game first party đầu tiên của Vita có thể nói là mang lại ấn tượng cực tốt, ví dụ như Uncharted Golden Abyss, Wipeout 2048, Soul Sacrifice hay Gravity Rush. Có thể nói nó không khác gì những tựa game console thu nhỏ lại và đang nằm trên lòng bàn tay của bạn. Thật không may, sau vòng vinh quang AAA đầu tiên đó, chất lượng tổng thể của các trò chơi độc quyền PS Vita đã giảm đáng kể. Thứ mà người chơi nhận được là những phiên bản qua loa dở tệ như Call of Duty Declassified, Resistance Burning Sky. Phần còn lại của tựa game trên PS Vita bao gồm toàn bộ những sản phẩm làm lại như bộ HD Collection mà người chơi hoàn toàn để thưởng thức từ lâu trên PS3 chứ chưa cần PS4. Những người dùng Vita đã hứa hẹn các trò chơi trông như Uncharted Golden Abyss sẽ cập bến trong tương lai. Nhưng hơn 4 năm sau, tôi chỉ đếm được trong đó có Killzone Mercenary là một tựa game AAA thực sự được thêm vào danh sách này. Còn về khoản tận dụng tính năng độc đáo của PS Vita, chúng ta chỉ thấy có Tearaway, một tựa game platform sáng tạo và vui nhộn nhờ tận dụng công nghệ đầy đủ của PS Vita. Thêm vào đó là sự thiếu vắng của nhiều tên tuổi lớn để chống lưng trên PlayStation như God of War, Metal Gear Solid hay Final Fantasy. Và chúng ta đang nói đến trò chơi được làm riêng cho hệ máy này chứ không phải chỉ những bản HD Collection nhai đi nhai lại. PS Vita đơn giản là có quá ít trò chơi ở danh sách Killer App nên hầu hết mọi người không có lý do chính đáng để mua hệ máy này. Lý do kế tiếp có thể kể đến không làm theo ví dụ của Nintendo 3DS. Có lẽ các bạn đã quên điều này nhưng thực tế thì 3DS đã có một khởi đầu khá khó khăn, thậm chí còn tệ hơn cả Vita. Trong thời gian đó, nhiều người đã dự đoán tương lai của 3DS sẽ sớm chấm dứt
Nhưng thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, Nintendo đã nỗ lực hết sức để đảo ngược tình thế của 3DS. Chỉ chưa đầy 6 tháng sau khi phát hành, họ đã giới thiệu một mức giảm giá khá đáng kể và bắt đầu đầu tư xây dựng một thư viện trò chơi tuyệt vời, không thể chơi ở bất kỳ hệ máy nào khác. Mario, Zelda, Pokemon. Và chưa dừng lại ở đó, Nintendo còn liên tục cải tiến mẫu mã và tung ra các phiên bản 3DS mới, 3DS XL, 2DS. Sony về cơ bản đã từ chối cải thiện sản phẩm và phải mất vài năm để giảm giá và họ gần như chỉ để các nhà phát triển độc lập giữ cho Vita sống tiếp. 3DS đã chứng minh rằng còn một thị trường dành cho thiết bị cầm tay chuyên dụng, nhưng Sony đã chọn bỏ qua những gì đối thủ đã làm và để cho nó ngày càng hầm hiu. Nếu so sánh Vita với 3DS, giá thấp hơn của 3DS và thư viện trò chơi tốt hơn đáng kể cũng không làm cho Vita nhận được bất kỳ sự ưu ái nào. Không chỉ dừng lại đó, PS Vita thực sự có một chiến lược quảng bá rất sai lầm. Ưu điểm của handheld so với console thông thường đó là người chơi có thể mang theo nó bất kỳ đâu, chơi game trong mọi hoàn cảnh mà không gặp phải trở ngại nào. Và thêm vào đó, các game thủ nhanh chóng nhận ra rằng Vita là một cỗ máy tuyệt vời cho game indie và game nhập vai Nhật Bản thích hợp. Sony đã hiểu sai ý nghĩa thế mạnh của PS Vita và quyết định quảng bá nó như một phụ kiện di động cho PS4. Giống như thể là ai cũng thiếu sáng suốt tới mức sẵn sàng bỏ ra $250 cho việc thưởng thức Destiny trong lúc đang đi vệ sinh vậy. Sony dường như mất hy vọng ở Vita khá sớm, nên việc liên tục quảng cáo Vita dưới hình ảnh của một thiết bị phụ trợ dành cho PS4. Đúng ra Sony phải quảng cáo rằng PS Vita là một hệ máy chơi game độc lập, chứ không phải là một cái tay cầm như Wii U Controller. Sony muốn kéo doanh số của PS Vita bằng hệ máy hái ra tiền của họ là PlayStation 4. Sony dành thời gian và nguồn lực đáng kể để cố gắng xoay chuyển hình ảnh của PS Vita từ một máy chơi game độc lập thành một thiết bị đồng hành hoàn hảo cho PS4. Vita có thể đồng bộ hóa PS4 thông qua Wi-Fi và sử dụng để vận hành hệ thống. Đây là một tính năng hữu ích nếu như bạn không có quyền điều khiển TV hoặc đang muốn chơi PS4 khi đang di chuyển, mà trong thực tế khá khó khăn khi bạn cần tín hiệu Wi-Fi rất mạnh để nó có thể hoạt động bình thường. Khả năng chơi từ xa của Vita thực sự khá ấn tượng với một số tựa game như Destiny và Fallout 4. Chơi tốt đáng ngạc nhiên trên Vita, nhưng đây chắc chắn là một tính năng mới lạ và không thể là lý do chính yếu để mua PS Vita. Không nhiều người muốn mua một thiết bị cầm tay $250 chỉ để chơi các trò chơi của PS4 của họ trong một căn phòng khác trong căn nhà của họ. Và yếu tố cuối cùng cho sự thất bại của sản phẩm này là Sony đã chọn bỏ mặc nó. Thật đáng trách khi Sony là một trong nguyên nhân chính khiến cho Vita thất bại. Sony đã từ bỏ quá sớm khi nhận ra rằng PS Vita có doanh số không quá khả quan. Người ta chỉ cần nhìn vào cách đối xử ảm đạm của Sony đối với Vita trong một vài năm kể từ lúc nó phát hành là thể thấy được điều này. Nhiều cuộc triển lãm thương mại đã diễn ra và Sony hầu như không thừa nhận sự tồn tại của hệ thống. Họ gần như né tránh mọi câu hỏi về PS Vita ở các sự kiện game và công nghệ lớn. Đỉnh điểm của sự thất vọng này vào năm 2015, tức là chỉ 3 năm sau khi họ phát hành, Sony đã chính thức tuyên bố những studio trực thuộc Sony sẽ không làm game độc quyền cho hệ máy này nữa và khuyến khích các hãng thứ ba và các nhà làm game độc lập. Khi mà cha đẻ của Vita đã bỏ rơi nó đầu tiên, liệu có còn ai mặn mà với hệ handheld yểu mệnh nữa hay không? Sony sau đó còn dứt khoát ngưng việc hỗ trợ cho PS Vita. Trong năm 2016, họ kết thúc việc sản xuất các thẻ game vật lý cho thiết bị này. Tháng 2 năm 2019 là tháng cuối cùng mà dịch vụ PlayStation Plus cung cấp game cho nền tảng này. Mùng 1 tháng 3 năm 2019, PS Vita chính thức bị Sony khai tử, ngưng sản xuất máy này, cùng với việc ngưng bán game bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2019. Vita là một thiết bị thú vị khi được tung ra thị trường vào năm 2012, nhưng khi tương lai của nó bắt đầu chuyển hướng không mấy sáng sủa, Sony đã chọn cách hành động như thể Vita không tồn tại. Có lẽ đối với game thủ, sự thất vọng về PS Vita luôn đi kèm sự tức giận về phía Sony, bởi họ không cố gắng điều khiển con tàu này, mà thay vào đó là thả bánh lái và bỏ mặc nó chìm nghỉm. Vậy thì cuối cùng, cốt lõi cho thất bại của PS Vita nằm ở đâu? Vừa rồi, lý do mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy qua quá trình quan sát khách quan, nhưng nếu đào sâu hơn thì sao? Cốt lõi thất bại của PS Vita nằm ở đâu? Tại sao lại quá ít tựa game độc quyền hệ máy này như vậy? Tại sao nó lại thất bại quá sớm như thể Sony phải chọn cách buông bỏ? Kênh Extra Credits đã chỉ ra rằng PS Vita đúng là có những bất lợi, mức giá cao, bị di động chiếm hết thị phần, nhiều tính năng độc đáo mà các nhà phát triển bối rối không biết tận dụng làm sao cho hiệu quả. Nhưng đó rõ ràng đồng thời cũng là những bất lợi của 3DS, mà tại sao 3DS lại bán rất chạy như vậy? Vì vậy nếu phải chỉ ra thì lý do cốt lõi cho việc PS Vita thất bại đó chính là nó là một máy chơi game tốt quá mức cần thiết. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng khoan hãy bỏ đi vội. Các game handheld thường được bán với giá chỉ bằng 2/3 so với các game console. Game console thường có giá $60, game handheld thường có giá $35-40. Thêm vào đó, các game handheld có xu hướng có thị trường nhỏ hơn game console, nhưng làm game handheld lại rẻ hơn rất nhiều so với game console. Và do đó, hai mảng console và handheld được cân bằng và luôn tạo ra được sản phẩm. Và đây, Vita đã thất bại ở chính điểm này. Nếu nhìn vào trò chơi của 3DS, chúng ta có thể thấy chất lượng đồ họa của chúng nằm giữa N64 và GameCube. Đây chính là lãnh địa mà có thể gọi là game AA. Những tựa game có kinh phí dưới 10 triệu đô và được làm bởi một team ít hơn 20 người, Sony đã tự tin quảng bá rằng PS Vita sẽ mang lại chất lượng đồ họa tốt hơn PS2 và thậm chí còn có thể so sánh với cả PS3 nữa. Và thật vậy,
Killzone Mercenary, Gravity Rush, Uncharted Golden Abyss, đó có thể là những tựa game đẹp nhất trong một thiết bị cầm tay. Nhưng để có thể có những tựa game chất lượng nhất gần với game AAA trên console như vậy, đổi lại, game của PS Vita phải được làm với kinh phí lớn hơn rất nhiều so với cả làm game 3DS. Và điều đó bắt đầu cái gọi là vòng xoáy chết chóc của PS Vita. Như bạn thấy, các nhà phát triển không muốn mạo hiểm làm một game kinh phí lớn trong hệ máy còn non trẻ như Vita. Thị phần người dùng handheld ít hơn rất nhiều so với cả console. Giá game handheld rẻ hơn so với console, nhưng kinh phí để làm một game chất lượng đồ họa tốt ở trên PS Vita lại đắt đỏ hơn nhiều so với kinh phí chuẩn của một con game handheld. Nó là một canh bạc có rủi ro quá lớn đối với những hãng làm game trong thị trường handheld. Đánh cược vào một game PS Vita không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan mà đa số có thể thực hiện. Họ không muốn đặt cược tương lai của cả một công ty vào một canh bạc rủi ro lớn đến như thế. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng trong trò chơi của PS Vita. Chỉ cần nhìn lướt qua, chúng ta có thể thấy rằng thư viện game của 3DS đồ sộ hơn nhiều so với cả PS Vita. Và một máy chơi game sẽ chẳng là gì nếu không có game. Sự thất bại của PS Vita như nhắc nhở chúng ta một chân lý rằng giá trị của máy chơi game nằm ở game, không phải ở thông số kỹ thuật. Bởi vì không có game nên không một ai mua Vita. Bởi vì không một ai mua Vita nên càng khó khăn hơn để thuyết phục các studio nhỏ làm game cho nó, bởi họ thấy rủi ro là tương đối lớn, và như thế, càng có ít studio chấp nhận làm game cho Vita. Điều này có nghĩa rằng lại càng có ít người chơi có lý do để mua hệ máy này vì ít game. Thời gian cứ trôi qua và vòng lặp đó lại càng tiếp diễn, làm cho canh bạc làm game của Vita càng ngày càng kém hợp lý. Đó chính là vòng xoáy chết chóc của PS Vita. Sản phẩm này đã minh chứng cho tầm nhìn sai lệch của Sony khi muốn chứng tỏ handheld có thể cân được game AAA. Nhưng ngay từ đầu, ngay cốt lõi thì game AAA với đồ họa lung linh tuyệt hảo chưa bao giờ phù hợp để xuất hiện trên một máy chơi game cầm tay. Một game cầm tay chỉ nên dừng mức AA mà thôi. Khi đặt Vita bên cạnh 3DS hay smartphone, nó như một câu chuyện ngụ ngôn hài hước để nói lên sự thật rằng người chơi muốn chơi game, không phải chơi đồ họa. Vậy, ở thời điểm hiện tại, có nên mua PS Vita hay không? Quả thật thì đây là một sản phẩm thất bại, nhưng ở thời hiện tại thì chúng ta có nên mua sản phẩm này hay không? Vâng, điều đó thu thuộc vào chuẩn chơi game và gu game của từng người. Mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin cần thiết để các bạn có thể xem xét nhé. Giá của PS Vita hiện tại là tầm 3,5 triệu. Mặc dù số lượng game độc quyền của PS Vita là ít, nhưng chúng vẫn là những tựa game đáng chú ý và chất lượng tốt. Tiêu biểu như Persona 4 Golden, Killzone Mercenary, Uncharted Golden Abyss, Whiteout 2048, Soul Sacrifice, Gravity Rush, Tear Away, Little Big Planet, PS Vita, Freedom Wars. Những tựa game port những bản collection của những tựa game nổi tiếng như là Muramasa Rebirth, The Sly Collection, Metal Gear Solid Collection, God of War Collection, Elden Sphere Literature, Final Fantasy, Ninja Gaiden, Sigma Plus 1 và 2. PS Vita là một máy chơi game cầm tay nên hoàn toàn phù hợp để chơi các game indie và thể loại platform như là Wakamili, Rayman Origins, Rayman Legends, Terraria, Hotline Miami hay Limbo. PS Vita quá thích hợp để chơi Visual Novel và Otome, Stain Gate, Zero Escape, Color X Malice, Code Realize, Guardian of Rebirth, Hakuki Kyoko Wins, Taisho X Alice. PS Vita quá thích hợp để chơi những tựa game nhập vai ở Nhật Bản, Persona 4 Golden, Final Fantasy 10, The Legend of Heroes, Trail of Cold Steel, Demon Gaze. Chơi Remote Play các game PS4. Hiện tại, chế độ chơi của game PS Vita đang rất chán, một số game đã đóng server, một số game thì ít người nên tìm trận rất lâu. Việc phát hành game PS Vita gần như xem đã không còn có thể, bạn đừng mong chờ sẽ có thêm game mới cho hệ máy này nữa. Vậy nên, nếu bạn còn hứng thú với tựa game của PS Vita thì PS Vita vẫn đáng mua, còn nếu bạn thích thú hệ máy handheld thì có lẽ các bạn có thể phân vân giữa Switch, 3DS và PS Vita. Ở thời hiện tại, có vẻ như Switch chính là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng nếu bạn đã thích PS Vita rồi thì cứ việc mua thôi, tại sao lại phải suy nghĩ cơ chứ? Và đó là về PS Vita. Nếu như các bạn muốn xem video tiếp theo về sự thành công của một hệ máy đến thương hiệu khác chính là Nintendo, mà cụ thể là mẫu máy Switch, thì hãy cùng xem phần 2 ngay tại đường link trong phần mô tả trên kênh Instagram nhé. Còn bây giờ, nếu như các bạn thấy video này hay, hấp dẫn hữu ích thì đừng quên bấm like, share nó cũng như đăng ký kênh YoMio. Nếu như các bạn thấy nó dở, hãy bấm nút dislike để bọn mình có thể cải thiện những video kế tiếp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi. Và đừng quên xem video phần tiếp theo tại Instagram nhé.